Mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn chị Hương Đoàn nha. Hôm nay tiếp tục cho lô phôi dưới Mỹ nha bà con. Nhà vườn cho luôn những cái phôi co lắc quái đẹp, bé bé xinh xinh nha. Dáng rất đẹp luôn bà con ơi, nhưng mà trong đó có một cây phôi bự dữ lắm luôn. Chờ clip sau nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với chị Hương Đoàn ạ. Chào chị. Dạ em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn. Em có cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn của em ạ. Nhà vườn của em có số điện thoại là 0939421599, cô chú anh chị ủng hộ em thông qua số điện thoại có Zalo luôn ạ. Đầu tiên thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 1 nha cô chú. Mã số 1 là một cây dáng trực, cái tán thì tròn quay nha cô chú anh chị. Củ đặc, mã số 1 có vành cổ là 57. Ủa, vành cổ tới 37, sổ đế là 57. Cây số 1 nha cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 một cây dáng trực đế đặc. Tán tròn 600 bao ship luôn ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 hổm giờ mới thấy hình con thú nè, con này là chuẩn hình con thú luôn á. Mã số 2 thì có vành cổ là 28, sổ đế là 40 nha cô chú anh chị. Mà cây rất là dễ thương ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 330 ạ. 330 bao ship. Cây này lên chậu bonsai rất là đẹp nha cô chú anh chị. 330. Tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 là cây một rễ quấn quái nha cô chú anh chị. Cây này thì có vành cổ là 26, sổ đế là 57. Cây mã số 3. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280.000 ạ, 280 cái mã số 3 ạ. Tiếp theo em lên mã số 4. Mã số 4, cây này cây phải to rồi nha. Mã số 4 thì cây này nó có vành cổ là tiêu ta. Ủa, vành cổ là 32 nha cô chú. Mã số 4 vành cổ là 32, sổ đế là 70. Cây này to bự lực luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 360.000 ạ. 360 bao ship ạ. Thế là em lên cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5, cây này cây quái ạ. Cây này thì nó có vành cổ là 32, sổ đế là 63. Cái mã số 5, cây siêu dễ thương luôn, cây này là 260.000 ạ, 260 bao ship ạ. Thế em lên cây này cái mã số 6. Mã số 6 cây này giống một rễ ha, tại vì cái rễ nhỏ nó giống như bị tiêu biến luôn nè. Cái mã số 6 thì nó có vành cổ là 25, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 6 là 230.000 ạ, 230 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên cây mã số 7. Mã số 7 thì cây này nó có vành cổ là 36, sổ đế là 65. Mã số 7 cây này siêu to luôn, siêu to bự luôn. Có hai cộng rễ lực nha cô chú anh chị. Cây mã số 7 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 bao ship ạ. 350 ạ. Tiếp theo lên một cặp đôi một rễ nha cô chú anh chị. Cây này là một rễ dễ thương luôn. Tự nhiên nhìn thấy hai cái cây này nó giống nhau nên em lên một cặp luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì có mã số 8, vành cổ là từ 18 đến 20. Hai cây giống hệt nhau luôn, giống mẹ con luôn, cái tạng cũng tương đồng với nhau nữa. Cây mã số 8 thì em giao lưu là hai cây như thế này là 250 bao ship nha cô chú anh chị. Một rễ 250. Tiếp theo em lên cây mã số 9. Mã số 9 thì cây này nó có vành cổ là 25, sổ đế là 45. Cây này cây tập ghép ạ. Cây này thì 200 bao ship ạ. 200 bao ship cho cây tàn bay ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 10. Mã số 10 thì cây này nó có vành cổ là 26, sổ đế là 55. Cây này cũng lực. Cây này thì em giao lưu là 260.000 ạ. 260 bao ship cho một cây lực ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 11. Cây mã số 11 thì cây này cái tông dễ thương nè cô chú anh chị. Cây này thì có vành cổ là 31, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300 bao ship ạ. 300 bao ship cho mã số 11. Tiếp theo em lên mã số 12. Mã số 12 cây này quá trời bự luôn rồi cô chú ơi. Cây này thì có vành cổ là 32, sổ đế là 60. To lực luôn ạ. Cây này thì 400 ạ. Mã số 12 là 400 bao ship luôn ạ. Tiếp theo lên mã số 13. Mã số 13 cây này cây phôi đặc nha cô chú anh chị. Không có một lỗ hẻ nữa. Cây này thì có vành cổ là 37, sổ đế là 55.
Ở số 13 em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này là 480.000, 480 bao ship ạ. Chúng ta lên mã số 14. Mã số 14 cây này tập ghép được nè cô chú. Cây này thì có vành cổ là 24, sổ đế của cây này là 47. Cây này có cục gũ trên dễ thương ha. Cây này thì 200 ạ. Mã số 14 là 200 bao ship ạ. Chúng ta lên mã số 15. Mã số 15 cây phôi to nè cô chú anh chị. Cây này thì nó có vành cổ là 34, sổ đế là 53. Cây to nặng quá à. Cây này thì em giao luôn với cô chú anh chị mình là 450 à, 450 bao ship à. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 16. Mã số 16 là cây mini nha cô chú anh chị. Cây mini tập ghép dễ thương nè. Cây này thì có vành cổ là 24, sổ đế là 55. Cây này em giao luôn là 140.000 à, 140.000. Mã số 16 là 140. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17. Cái này thì có vành cổ là 27, sổ đế là 47. Cái mã số 17 cây này là cái đế đẹp mà cô chú anh chị. Giao lưu là 350 ạ. 350 bao ship cho mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 thì cây này nó giống một rễ ha, một rễ mà nó có hai chân nè, cái đầu nó thì có một rễ à. Mã số 18 thì cây này nó có vành cổ là 23, sổ đế là 53. Cây này cũng đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu là 270.000 ạ. 270 bao ship cho mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 là một cây dáng bay. Cây này thì nó có vành cổ là 36, sổ đế của cây này là 60. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270 ạ. Cây to bự mà có 270 cũng dễ mua nè cô chú anh chị. 270 bao ship cho mã số 19. Tiếp theo em lên mã số 20. Mã số 20 là cây một rễ nha cô chú anh chị. Cây này quá đẹp luôn nè. Cây này thì nó có vành cổ là 24, sổ đế 55. Cây một rễ cực đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị nào sưu tầm một rễ thì mua cây này em nha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270 bao ship ạ. Cây rất là duyên dáng luôn. Tiếp theo em lên mã số 21. Mã số 21 thì cây này nó có vành cổ là 28, sổ đế là 55. Cây này cây dáng đứng nha cô chú anh chị. Chi tay còn rất là nhiều luôn. Cái này mình ghép quá trời nhiều bo luôn rồi nè. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 bao ship. 350 à, cho mã số 21. Tiếp theo là mã số 22. Mã số 22 thì cây này nó có vành cổ là 24, sổ đế của cây này là 54. Cây này cái tông cũng đẹp lắm nè cô chú. Cây này toàn bay nè, cây này thì 300 ạ. 300 bao ship cho mã số 22. Xem lên mã số 23. Mã số 23 thì cái cây này một cục lùng lực luôn ạ. Mã số 23 thì nó có vành cổ là 31, sổ đế là 43. Một cục lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 330 ạ. 330 bao ship cho cây một cục luôn. Tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 thì cây này nó có vành cổ là 22, sổ đế của cây này là 48. Mã số 24 thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cây này là 260.000, 260 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây này đẹp nha cô chú anh chị, cây mã số 25. Mã số 25 thì cây này nó có vành cổ là 29, sổ đế là 50. Cây này thì nó chỉ có một rễ thôi nha cô chú anh chị. Một rễ mà nó quấn lại thành một cục luôn nè. Cô chú anh chị quan sát kỹ là thấy nó có một rễ duy nhất nè. Cây này thì em giao luôn mã số 25 là 380.000 ạ. 380. Tiếp theo em lên mã số 26. Mã số 26 thì cây này nó có vành cổ là 30, sổ đế là 50. Cây này thì em giao luôn với cô chú anh chị mình là 230 bao ship. 230 bao ship cho mã số 26. Tiếp theo em lên mã số 27. Mã số 27 thì cây này nó có vành cổ là 27, sổ đế là 50 nha cô chú. Cây này nó cũng là một rễ đó nha cô chú anh chị. Một rễ mà nó quấn cục lại nè. Cây này rất là đẹp luôn cô chú. Cây này em giao lưu là 380 ạ. 380 bao ship cho cây một rễ. Cây một rễ này giống hình con thú à. Tiếp theo em lên cây này mã số 28.
Mã số 28 thì cây nãy có hoành cổ là 25, sổ đế là 48. Cây này cũng một cục nữa nè cô chú. Bữa nay có nhiều cây một cục quá ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 28, một cây rất là đẹp nha cô chú. Cây này là 420. 420. Thêm là mã số 29. Mã số 29 thì cây này quấn quái. Cây này có hoành cổ là 26, sổ đế là 53. Quấn quái to bự luôn, cây này thì em giao lưu là 330. 330 bao ship ạ. À. Mã số 29 là 330. Tiếp theo là mã số 30. Mã số 30, mã số 30 thì cây nãy có hoành cổ là 35, sổ đế là 65. Cây này to bự lực luôn rồi cô chú anh chị. Rất là to luôn. Mã số 30 nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ạ. 500 bao ship luôn ạ. Tiếp theo lên mã số 31. Mã số 31 thì cây này là cũng là một rễ nữa nha cô chú anh chị. Bữa nay nhiều cây một rễ dễ thương quá nè. Cây này thì có hoành cổ là 23, sổ đế của cây này là 60. Cây mã số 31 nha cô chú anh chị, một rễ quấn quái 350 ạ. 350 bao ship ạ. Tiếp theo lên mã số 32. Mã số 32 thì cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 70 nha cô chú anh chị. Cây này cũng to bự lực nữa. Con này thì là 400. 400 bao ship là mã số là 32. Tiếp thêm lên mã số là 33. Mã số 33 nha cô chú anh chị. Cây này thì nó có hoành cổ là 31, sổ đấy là 53. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430 ngàn nha. Tại vì trong quá trình vận chuyển nó bị chạy nha cô chú anh chị. 430 bao ship cho một cây rất là to. Mã số 33, 430. Cái em lên mã số 34. Mã số 34 thì cây này siêu dễ thương nữa nè. Cây này thì nó có hoành cổ là 21, sổ đấy là 45 ạ. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 180 ạ. 180 bao ship cho mã số 34 ạ. Cái em lên mã số 35. Mã số 35 thì cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đấy là 60. Cây này cái tông nhiều rễ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích tông nhiều rễ ủng hộ em cây này nè. Cây này thì có 280 ngàn à. 280 bao ship cho mã số 35. Tiếp theo là mã số 36. Mã số 36 cũng là cây một rễ. Một rễ mà đế nở nha cô chú anh chị. Cây 36 thì nó có hoành cổ là 32. Sổ đế của cây này là 62. Cây này em giao lưu là 370 à. 370 bao ship ạ. À. 370 cho mã số là 36. Tiếp theo là mã số 37. Mã số 37 là một cây dáng bay nha cô chú anh chị. Cây nãy có hoành cổ là 29, sổ đế là 55. Cây dáng bay cây này em giao lưu là 280. 280 bao ship cho cây dáng bay mã số 37. Tiếp theo là mã số 38. Mã số 38. Cây này cũng một rễ nữa nè cô chú anh chị ơi. Cây mã số 38 thì nó có hoành cổ là 21, sổ đế là 46. Cây này thì em giao lưu là 240 ngàn nè cô chú anh chị. Nó có một rễ à. Giờ cô chú anh chị thấy ba cái rễ nhỏ này cắt bỏ cũng được nè. Tiếp theo em lên mã số là 39. Mã số 39 thì cây này có hoành cổ là 31, sổ đế là 60. Cây này to bự lực luôn ạ. À. Em giao lưu với cô chú anh chị. Cây này thì giao lưu chi ăn với cô chú anh chị mình 300 ạ. À. 300 cho mã số là 39. Tiếp theo em lên mã số 40. Mã số 40 cây này lực to nha cô chú anh chị. Cây nào nói to là to. Mã số 40 thì nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 68. Một cây to bự lực luôn. Em cho giao lưu chi ăn với cô chú anh chị mình cây cuối clip là 380 ngàn luôn. Cây bự to 380 cho mã số 40 nha cô chú anh chị. Mã số 40 cũng là mã số cuối clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi và xin chào. Cảm ơn chị Hương Đoàn nha. Mến chào bà con, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú hộ nhà vườn nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.